Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hình thức trực tuyến với 172 xã phường thị trấn. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Nguyên. Với hơn 6.300 cử tri dự tại các điểm cầu, nhiều cử tri đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục có bước phục hồi và phát triển. Công tác an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giúp củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước, quân đội. Sau khi được thông tin về chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới, nhiều cử tri kiến nghị một số vấn đề như sớm sửa đổi hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, nhất là về thu hồi, bồi thường đất, có giải pháp giảm giá xăng dầu và kiềm chế lạm phát, bổ sung chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong, giải quyết vấn đề biên chế giáo viên, không nên đưa môn lịch sử là môn học tự chọn. Sau khi lắng nghe ý kiến của gần 30 cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao đổi về tình hình thế giới, kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, kết quả Hội nghị Trung ương 5 và các nội dung triển khai nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Theo đó, kinh tế xã hội nước ta có chuyển biến tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Thời gian vừa qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu với Đảng, Nhà nước, có chủ trương đối sách phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân đẩy mạnh khâu đột phá về tổ chức biên chế, tăng cường hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đường lối đối ngoại cây tre Việt Nam. Những nội dung liên quan đến quân sự, quốc phòng, đây là những vấn đề mà rất nhiều người muốn lắng nghe, muốn hiểu để chúng ta thấy cái quan điểm của Đảng. Thứ nhất là sách trắng quốc phòng năm 2019 chúng tôi xuất bản ấy, là vẫn thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng là chúng ta thực hiện chính sách 4-0. Không liên minh quân sự, không đi với nước này chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng đất của đất nước ta để thực hiện mục đích quân sự với nước khác. Và cái thứ tư là không giải quyết các vấn đề bằng chiến tranh hay là bằng bạo lực quân sự, mà quan điểm là giải quyết vấn đề bằng hòa bình. Về các kiến nghị đề xuất cụ thể của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tỉnh Thái Nguyên tiếp thu giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phục hồi kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, xây dựng nền hành chính công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, tập trung tổ chức nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh Thái Nguyên. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và hỗ trợ chi viện 300 cán bộ y tế cho các địa phương. Trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng của hệ thống y tế cơ sở, chăm lo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi. Rất là đáng ghi nhận và đặc biệt là lực lượng y tế của chúng ta nghĩ cái việc lương y như từ mẫu như lời Bác Hồ đã dạy thì chúng ta đã làm rất là tốt. Đây là những cái điều mà chúng tôi rất trăn trở. Ý kiến của các đồng chí nó cũng liên quan đến lực lượng y tế trong quân đội chúng tôi. Trong khi đó có những bác sĩ về tận vùng sâu, vùng xa, về những cái đơn vị sẵn sàng chiến đấu là khả năng phát triển trình độ ngành y nó lại tụt lại. Đây cũng là bài toán, các đồng chí.
Mà như con này các ông chỉ nói là trực trước ngày được 100.000 với mấy chục nghìn, 6-7 chục nghìn, tôi xem trong cái tổng hợp cơ trước này tôi thấy cũng là cũng chia sẻ với các ông chí. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để cùng với, tôi sẽ trao đổi lại thêm với đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Thăm và làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và tặng quà Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Với vai trò là Bệnh viện khu Việt Bắc, là một trong 6 bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia. Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị y tế được quan tâm, đầu tư hiện đại, có quy mô 1.300 giường bệnh. Bộ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và mong muốn cán bộ, nhân viên, y bác sĩ bệnh viện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa gửi thư khen cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lực lượng nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển thời gian qua đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, xác minh, đấu tranh các chuyên án, vụ án về phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 năm 2022 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, lực lượng nghiệp vụ và pháp luật đã xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ xử lý 35 vụ trên 87 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật, thu giữ trên 372.000 lít dầu DO và FO, 03 bánh và 11.795 gram heroin, 44,4 kg và 12.965 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác. Bảo đảm an toàn tuyệt đối, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong rằng trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Biển nói chung, lực lượng nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển nói riêng tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan, quản lý chắc địa bàn, lập nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, bảo đảm nghiêm minh theo đúng pháp luật, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các ủy ban liên quan của Quốc hội căn cứ vào báo cáo và tình hình thực tiễn để cho ý kiến, qua đó nâng cao chất lượng báo cáo, tránh tình trạng chung chung rồi đẩy cái khó cho Quốc hội. Cần đánh giá trách nhiệm từng cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành trong nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời xử lý theo lĩnh vực phụ trách. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1. Nhấn mạnh đây là 5 dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng đa dạng nguồn vốn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cho ý kiến về sự cần thiết và cấp bách của việc phân kỳ đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, hình thức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, nhất là tính khả thi nguồn vốn, để tránh việc Quốc hội phê chuẩn xong lại không triển khai được. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 sáng nay đã tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm kỷ luật. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đối với 8 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ, đảng viên
trong đó có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, phòng chống tham nhũng và các quy định trong xử lý vi phạm hành chính, vi phạm công tác quản lý tài chính, tài sản, thanh quyết toán xăng dầu gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong lực lượng bộ đội biên phòng và nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước và 1 quân nhân vi phạm kỷ luật quân đội. Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và các tổ chức đảng liên quan đã quán triệt thực hiện nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện quy trình kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm, bảo đảm đúng người, đúng vi phạm, không có vùng cấm. Quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc quy trình quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội. Đại tướng Lương Cường yêu cầu, trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật của quân đội, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những nơi, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, kịp thời ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm từ sớm từ xa. Công tác kiểm tra giám sát phải đi trước một bước, làm rõ đến đâu, kết luận, xử lý nghiêm đến đấy. Đồng thời giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng, kỷ luật quân đội và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thời gian qua, hai bên đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự hai bên biên giới, tích cực xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động lớn có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước, hai quân đội. Năm 2022 được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Do đó, hai bên đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện các hoạt động hợp tác được xác định trong kế hoạch và nghị định thư hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước và bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác biên phòng, đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, tiếp tục quyết tâm và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của hai nước, hoàn thành công tác phân giới cắm mốc. Lực lượng quản lý bảo vệ biên giới hai bên tích cực duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi, duy trì tuần tra song phương, quản lý biên giới, bảo vệ nguyên trạng đường biên giới, mốc quốc giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và xuất nhập cảnh trái phép, sẵn sàng phối hợp ứng phó hiệu quả thiên tai dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống.